Chiếc máy này là chiếc máy thanh điện nha các bạn. Máy thanh điện nó chạy dữ lắm. Mình xem cái máy Kubota 6040 lên lầy các bạn. Xin chào. Này nó dướng cái dàn sớ này. Quay đó lên YouTube không? YouTube luôn. Lên YouTube á. Có không? Có. Lên tại gì? À, YouTube cây lúa quê hương. Có. Thì nếu mà phim hay thì ngày mai có, sáng có. Này nó xài cái bánh ghim này. Nó hơi nhỏ, chứ phải bánh Nguyễn Đỉnh này cho nhà nông. Ừ. Đẹp luôn á. Là gỡ cán ra. Cái cán. Rồi gì làm sao? Cán cái gì? Ừ. Cán lôi ra được chưa? Dịch nhẹ đi, dịch nhẹ đi rồi tao lấy thôi. Này nó phải nó mang cái... anh quay mấy cái cảnh đồng quê hay là đó hả? Ừ. Ở tên đâu ai không? Nhiều kênh lắm, nhiều kênh YouTube lắm. Chà tăng đột cái lúa rồi đó. À đúng rồi. Không có coi. Tài xế nhí. Tài xế nhí. Có coi luôn hả? Có coi tài xế nhí luôn. Quá máy kia quá mạnh. Máy kia nó mạnh kinh khủng luôn chứ. Cây nó gãy lắm đó. Cây nó gãy nó ngốn gì đó rồi. Rút ra được á. Đỡ nhúng nhích rút ra. Ôi trời ơi, cây ra được không? Rẽ cây ra rút ra được á. Rẽ xui vô cái bánh nó quạt mai. Máy bánh xích này là cái máy của thanh điện các bạn. Máy này nó bự lắm. Cái máy cài này là của cái máy Kubota 6040. Thank you.
đi 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 đi, anh quay được rồi. Không đi đâu, anh không đi đâu. Chiếc máy thanh điện nha các bạn, máy thanh điện nó chạy dữ lắm. Có thể là chiếc máy cày này lên không nổi, cho tới nên lấy cái máy thanh điện này kéo lên, lấy cái máy kéo bánh xích này kéo lên. Dốc cao luôn mà. Lên đó hả? Lên lên không nổi hả? Dốc cao quá lên không nổi mà. Cái kia nó cầu vô nó kéo lên. Hello.